Với cái kinh nghiệm mà dùng dùng xe cũng như dùng màn hình lâu năm như mình ấy, thì mình khẳng định luôn là chất lượng của TI là tốt nhất, vẫn là cùng một RAM đấy, vẫn là cùng cấu hình chip đấy thôi, nhưng mà nếu mà anh em dùng cái loại mà Tây nó dùng nó khác cái loại chỉ Việt Nam dùng, nó thật, nó thật sự. Toyota Cross, chiếc xe Toyota bán được nhiều nhất của Toyota Việt Nam trong phải có lẽ phải đến 2 năm gần đây ấy. Ngày xưa mua nó khó chứ bây giờ mua nó dễ hơn. Mình cũng có khá nhiều cái video để nói về chiếc Toyota Cross rồi. Thế thì bản hybrid nói rồi này, bản 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 V nói rồi này. Thì hôm nay mình bớ được một con bản G, con này vừa mới cứng vừa mua luôn của bà chị. Thật ra ấy, tại sao khi mà mình khuyên chị mua xe, mình lại bảo là thôi chị lấy bản G ấy, rẻ nhất 740 mấy triệu, đơn giản nhất. Tại sao lại thế? Bởi vì mình đã trải nghiệm rất là nhiều phiên bản hybrid cũng như là phiên bản V, nó có cái Smart Sense tất cả các thứ ở trên chiếc Toyota này rồi, thì mình thấy những cái đấy nó cũng chỉ là những thứ ngớ ngẩn thôi. Nếu mà muốn đi một chiếc xe bền bỉ khung gầm, gọi là khung gầm toàn cầu rất là ngon toàn thế giới luôn và êm ái thì mua bản G để cũng được, mua xong rồi về độ, muốn độ gì thì độ, bét xì nhè lên thì cái tiền nó cũng rất là vẫn cực kỳ là kinh tế so với việc là mua những cái phiên bản kia. Cái xe này 746 triệu ra biển thì tất cả các thứ nó chỉ hơn 800 thôi, rẻ hơn rất là nhiều so với cả những cái phiên bản kia. Trước đây thì mình cũng có một một người anh mua một chiếc phiên bản V thì nó chỉ kém cái bản hybrid cao nhất là khoảng 100 triệu đúng bằng tiền của cái viên pin hybrid thôi. Thực ra ấy rất là nhiều người, nhưng mà mình nghĩ là do quảng cáo cho Toyota nên là mới đề cao cái hệ thống hybrid trên xe thôi. Chứ còn thực sự mua xe hybrid là một cái hành vi cực kỳ ngớ ngẩn trong thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Theo như website của Toyota mình xem mới nhất gần đây thì họ vẫn chỉ bảo hành cái viên pin này có 3 năm thôi. Sau 3 năm đấy thì khi mà mình bán chiếc xe đi chắc chắn mình sẽ phải trừ tiền khá là nhiều cho chủ mới để người ta thay viên pin. Người ta kể cả người ta không phải thay đâu, nhưng mà biết thừa, anh em biết thừa người Việt Nam mình như bao giờ cũng ăn chắc, thì sẽ cái việc là viên pin hết bảo hành thì sẽ bị chủ mới người ta nói rất là nhiều, nên Toyota lúc đó sẽ bị mất giá hơn là so với việc mua những cái xe bình thường như thế này. Phiên bản này thì nó chỉ kém cái phiên bản ở giữa cái phần Toyota Smart Sense như kiểu là ACC giữ làn các thứ thôi. Và những cái đấy nói thật, nếu anh em lái xe nhiều anh em sẽ thấy là nó không cần thiết, không cần thiết một tí nào cả. Và ok, một cái ô tô chỉ cần là đi ngon, động cơ ổn 1.8 là cũng vừa đủ rồi, êm ái, vành nhỏ nên là lốp to chắc chắn là êm, khung gầm tốt như thế là đủ. Và tất cả mọi thứ mình cần ở trên xe thì đều có thể độ được. Thẳng ra nhé, kể cả phiên bản hybrid luôn, cái màn hình ở trên xe cũng như là hệ thống cam 360 thì nó là bố của phế rồi, nó là như như của những cái thời 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 xa vắng ấy, thời mà năm tám mấy ấy, chứ nó không phải là của năm 2020 như hiện tại đâu. Thì ok, anh em mình sẽ lên chiếc xe này để trải nghiệm để xem như thế nào. Và mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái thứ mà mình tìm kiếm bấy lâu nay rồi mà không gặp, rất là khó mà mọi người cũng không biết đâu. Ok, lên xe thôi. Đây là bên trong của chiếc Toyota Cross G. Mình thì với mình thì cái thiết kế nội thất như thế này thì là ổn. Cũng đầy đủ các thứ. Nhựa thì nhìn nó cũng như ở trên những bạn kia thôi, nó chả gì cả. Ghế da khá ổn, đẹp, sờ thích, mọi thứ nó chả hiểu sao phải bỏ thêm ra đến 300 triệu nữa để mà mua một cái xe mà nó có những cái thứ nó mình không cần dùng đến thì phải mua như thế. Anh em mua Cross thì tốt nhất là mua những cái bản này thôi, ngon bổ rẻ, chả việc gì phải 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 khổ cả. Thì mình sẽ nói với cả anh em về một cái thứ mà rất nên độ ở trên chiếc xe Toyota Cross này. Màn hình Android thì có nhiều rồi, màn hình Android thì nói thật là nó là bao nhiêu năm nay và nó có rất nhiều rồi. Nhưng ấy, để mà tìm được một cái thương hiệu màn hình ấy, anh em không tin ấy, cứ về Google thử xem để tìm cái thương hiệu màn hình nào mà cả Tây nó cũng dùng ấy. Ở Úc, ở Nga, ở châu Âu, ở Mỹ, ở Nam Mỹ, thậm chí ở châu Phi người ta cũng 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 dùng luôn, thì là hơi bị khó luôn đấy. Các ông thử về, các ông thử Google mà xem tất cả những cái thương hiệu màn hình hiện tại ở thị trường Việt Nam, hãng B này, hãng Z này, hãng Y này, hãng T này, rồi rất là nhiều hãng luôn đấy, nhưng mà hãng O, nhưng mà đố tìm được một Tây nào nó dùng về cái hãng này đấy.
đa phần là anh em làm thương hiệu, anh em đặt hàng ODM các thứ rồi về rồi đặt tên thương hiệu các thứ rồi đẩy nó lên. Thực ra đi dùng nó cũng ok thôi, không có gì cả. Thế nhưng mà màn hình TI T phẩy ở trên eyes là đôi mắt ấy. Chứ đọc nghe tên thì nó rất là tàu nhưng mà thực tế thì không phải đâu. Nó là một cái thương hiệu rất là lâu ở châu Âu rồi, cũng như là nó xuất phát chính là từ nước Nga để xong rồi nó phát triển ra, nó bán ở Úc, nó bán ở Tây Ban Nha, nó bán ở Mỹ, rồi nó bán ở Trung Quốc, nó bán ở Việt Nam. Bán ở Việt Nam thì cái xe đầu tiên mà mình lắp màn hình Android thì chính là chiếc Kia Cerato, lắp từ 3 năm trước rồi. Thì cái màn hình là mình chọn hồi đó là mình màn hình Android, là màn hình TI này. Nó có thể nói nó là cái thương hiệu duy nhất mang tính quốc tế ở Việt Nam mình luôn. Còn lại là Việt Nam mình làm hết, chả có cái ông quốc tế nào cả. Thế thì tại sao là như vậy? Cái thương hiệu TI nó không những là chỉ làm màn hình đâu, mà họ còn làm rất là nhiều những cái thứ liên quan đến smart ở trên ô tô luôn. Từ màn hình phần cứng này, cho đến những cái phần mềm điều khiển này, cho đến cam 360, cho đến cam hành trình, tất cả các thứ nó mang thương hiệu TI đó. Nếu mà mình tìm ở trên Google thấy bên Úc người ta tự mua về, người ta tự lắp, người ta không ra cửa hàng ở bên ngoài để người ta thuê thợ lắp như mình đâu. Và nó rất là đơn giản. Đây là một cái màn hình TI hiện tại đang bán ở Việt Nam. Nó là TI CC3, có kèm theo cam 360, rồi là tất cả các thứ. Đấy, mọi người có thể nhìn về cái xe này, tự nhiên lắp con màn hình vào nhìn nó sang hẳn luôn, đúng không? Con Cross này lắp con màn hình vào nhìn nó khác hẳn luôn. Nó có rất là nhiều thứ linh tinh. Đây ví dụ như là Vietmapet 2 thì đương nhiên rồi, những cái phần mềm bình thường dùng ở trên ô tô bây giờ thì ở đâu nó cũng thế thôi. Cái màn hình nào cũng có thể lắp được thôi, nhưng mà dùng mượt hay không ấy thì nó lại là cả một vấn đề. Đấy, quan trọng là phải như thế. Đây là camera lùi ở trên cái màn hình này. Đấy. Nó hiện luôn cả cái xe như thế này, Toyota này. Thích dùng 3D rồi là thích làm tất cả mọi thứ thì nó đều có được khá là nét. Thậm chí là khi bật xi nhan các thứ thì nó lên được đầy đủ. Bản đồ này. Úi trời ơi. Đây là lúc mình cho to cái màn hình camera 60 lên nhé. Kích đúp vào. Đó, ấn ghi thì nó sẽ lên to như này. Đủ thứ luôn, 2D, 3D. Nhìn căn lề, căn lủng cái thứ. Thậm chí là có thể là thay đổi tất cả các thứ thôi. Cái này thì màn hình Android nào cũng có. Chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm về những cái thứ này. Đấy, đủ loại xe luôn, thích cái gì cũng có luôn. Đó. Màn hình này thì nó chạy cùng với cả một chiếc camera hành trình. Thì nó sẽ hiện được rất là nhiều những tính năng nữa. Và cái đấy nó rất là hay của TI. Ví dụ như là driving. Đó. Cái này là cái hay nhất khi mà kết hợp với cái cam hành trình này, X5 này vào trong cái màn hình Android. Thì nó sẽ có một cái hệ thống ADAS hỗ trợ lái thông minh khá là hoàn hảo. Cái này thì thực ra để mà nói về cam hành trình nó có ADAS thì bây giờ thì cái nào nó cũng có rồi. Thế nhưng mà ông này ông lại có thêm một cái phần cứng nữa để kết hợp vào, đó là cái nó gọi là con quay hồi chuyển. Rất là hay, tí nữa mình chạy xe thì anh em sẽ xem nó rõ hơn. Nhưng mà để nói thêm về cái màn hình này, nếu như mà nói về cái chuyện cấu hình RAM chip cái thứ ấy, thì nó cũng không phải là điểm mạnh. Mà cái điểm mạnh chính của cái màn hình Android trong thời điểm hiện tại thì nó sẽ là phần cứng mà nó thể hiện được ra ngoài nhiều hơn. Cái này là nhạc này, ví dụ như cái này mà anh em muốn xem video thì nhạc thì con này có tận hai cái DSP là cái phần cứng để điều khiển âm thanh, để nó ra được cái hệ thống âm thanh độ loa độ liếc bass xì nhè lên. Khi mà nghe con này, bây giờ chỉnh phát video con này thì nó là đỉnh luôn, thậm chí là có thể xem được video 8K luôn đấy. Ui, mịn, nhìn thấy cả chất sắt luôn, mới kinh ấy. Đẹp, màn hình nó rất là đẹp. Âm thanh này là nghe loa zin của Toyota Cross đấy nhá, chứ chưa độ đẽo gì đâu. Tiếng bass nghe mẹ rung động phết đấy. Đấy, cái màn hình nó đẹp như vậy.
Xem YouTube thì nếu mà xem những cái clip 4K thì anh em có thể xem những clip 4K ở trên Trắng Ô Tô. Dạo này mình toàn chơi 4K thôi. Sời, nét căng 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 luôn. Đấy. Mình nói thật là nếu mà như thực ra để mà nói về có cái sự so sánh giữa cái độ nét của màn hình với nhau ấy thì phải là rất là tĩnh tại ngồi xem và quan sát kỹ trên cái màn hình bé này, và phải có cả một cái bên cạnh nữa thì anh em mới có thể là so sánh được. Nhưng mà mình khẳng định với cái công nghệ gọi là OLED lượng tử này ở trên cái màn hình này mà thì nó ngon hơn rất là nhiều. Thật ra nói cứ khen lắm đi bảo là quảng cáo, thế nhưng mà với cái kinh nghiệm mà dùng xe cũng như dùng màn hình lâu năm như mình ấy, thì mình khẳng định luôn là chất lượng của TI là tốt nhất. Vẫn là cùng một RAM đấy, vẫn là cùng cấu hình chip đấy thôi, nhưng mà nếu mà anh em dùng cái loại mà Tây nó dùng, nó khác là cái loại chỉ Việt Nam dùng, nó thật sự. Và mình chứ không phải ngại gì cả khi mà nói là cái, nếu mà nói riêng về màn hình Android thì TI là tốt nhất thời điểm hiện tại. Có điều là họ trả quảng cáo gì mấy, họ không làm thương hiệu nên là không ai biết. Ngoài ra thì ở trên cái màn hình này ấy, chúng ta có thể thay đổi được giao diện rất là nhiều, muốn màu sắc gì cũng có. Đó, thêm này, chuyển sang màu đen này cũng rất là ok. Chuyển sang màu gọi là vàng đồng cho nó tây, cho nó sang chảnh này. Đấy, vàng đồng. Trên này thì nó sẽ còn có rất là nhiều thứ. Ví dụ như mình có thể tắt hẳn cái màn hình này đi cũng được, không sao cả, để cho nhìn cho nó đỡ mất tập trung. Khởi động lại màn hình rồi là bắt wifi, dữ liệu di động thì nó đều là ở trên này. Và nó còn một cái hay nữa, đó là mình có thể sử dụng được một cái chế độ rất là ổn. Đó là anh em để ý là bình thường khi mà ban ngày thì chúng ta có thể dùng cái màn hình nó kiểu sáng, còn ban đêm thì nó sẽ nên chuyển sang giao diện tối để nó không bị lóa mắt khi mà lái xe. Thì cái việc này nó sẽ có một cái, nó là gì, nó là sẽ tự động được chế độ tự động. Ok, đây là đang bật đèn pha thì nó sang buổi tối như này, tắt đèn đi thì nó sang buổi sáng như này, là ban ngày. Thì trời nắng thì chúng ta sẽ để theo nhìn cái màn hình sáng thì sẽ dễ nhìn hơn. Còn buổi tối thì nó sẽ chuyển sang về cái màu sắc nó dịu nhất để nó không bị chói mắt khi mà lái xe. Đây là một tính năng rất là thông minh. Và đây cái màn hình này thì nó còn hay hơn cả màn hình lúc nãy mà tôi bật cơ. Nó còn đầy đủ tất cả thông tin từ vị trí la bàn rồi là đã chạy bao nhiêu phút. Những cái app mặc định mà mình thích thì mình để ra ngoài này thì mình có thể xử lý được luôn. Đó. Tắt đèn đi. Nó lại sáng sáng. Bật đèn lên. Thành tối. Rất là hiện đại. Cái này thì thường là phải những cái màn hình theo xe và nó ăn được vào cái hệ thống canvas tất cả các thứ của xe, tức là nó gần như là một phần của chiếc xe rồi thì nó mới hiểu là trời tối hay trời sáng để mà thay đổi cái đó. Ví dụ như là cái này thì chúng ta để đèn tự động thì đương nhiên rồi, khi nào mà trời tối đèn sáng lên thì nó sẽ tự nó chuyển màn hình thôi chứ không cần phải thao tác gì cả. Khi mà mình đi ấy, thì cái việc mà thao tác bằng tay ở trên màn hình thì thực sự là không nên. Anh em cố gắng tập trung lái xe. Thế thì cái việc ra lệnh giọng nói cho màn hình ấy, nó cũng góp phần là giải quyết cái việc là mình vừa đi mình có thể điều khiển một cách an toàn cái những cái tính năng giải trí trên xe rất là nhiều. Ví dụ như cái màn hình này mình đang để cái màn hình chính là Vietmap, là Google Map, thì mình có thể đổi sang cái khác được. Cài đặt Vietmap lên màn hình chính. Được rồi, đã chọn bản đồ Vietmap S2. Đó, Vietmap đã lên màn hình chính. Cài đặt cam hành trình lên màn hình chính. Được rồi, đã cài đặt camera hành trình trên màn hình chính. Đó. Rất là đơn giản, chỉ dùng giọng nói thôi. Nó còn một cái hay nữa, để mình biểu diễn luôn cho anh em xem luôn. Chỉ đường tới bờ hồ và mở kênh VTV3. Được rồi, đang dẫn đường đến hồ Hoàn Kiếm và mở VTV3. Hai ông này có cho hai cô cãi nhau, cô Vietmap cãi nhau với cả cô phát thanh viên truyền hình được. Đó, màn hình nó có thể chia đôi ra chạy hai ứng dụng liền một lúc, vừa chỉ đường vừa xem TV, đó cũng rất là hay. Đấy. Đèn đủng này, ADAS này, hỗ trợ giữ làn này.
phát hiện xe đằng trước này. Đây là demo không ạ? Thì tôi đi thử xem nó như nào. Đấy, cái con quay hồi chuyển ấy thì nó thể hiện ở cái chỗ là khi mình rẽ này thì xe nó cũng rẽ. Nó hiện luôn cả cái độ nghiêng của xe luôn. Cái hệ thống ADAS tức là hỗ trợ lái xe thông minh thì nó sẽ dựa trên cái hình ảnh thu được từ chiếc cam hành trình này. Và đương nhiên rồi, nếu mà anh em chạy trong phố thì ở những cái vận tốc chậm thì nó cũng chẳng có cái ứng dụng gì mấy thực tế cả. Nhưng phải đi nhanh, phải khi ở đường trường nó có làn đường, các thứ thì những cái này nó mới cần gọi là hỗ trợ nhiều hơn. Nhưng còn đi ở trong phố này thì tốt nhất là các ông cứ tập trung vào lái xe, nó sẽ có nhiều tình huống bất ngờ. Rồi, chạy ra ngoài này thì nào. Khi mà bật xi nhan thì cam 360 nó sẽ hoạt động để có thể nhìn được ở bên lề này. Thậm chí là cũng không cần phải trong những cái tình huống mà đi chậm ở đường vắng thì cái này nó sẽ quan trọng hơn là việc nhìn vào gương. Nhìn gương thì chúng ta nhìn đằng sau thôi, nhưng mà cái này nhìn được cả lốp luôn, căn được dễ dàng hơn. Mua xe bay mà nên đi lắp thêm còi anh em ạ. Còi con này buồn cười lắm. Đấy, nó còn không bằng cái còi bán kem cơ. Nhìn cái màn hình này như Tesla ấy nhở, kiểu như kiểu một cái hệ thống radar ở trên những cái xe thông minh ấy. Nó xác định hết tất cả những cái đối tượng mà đang ở xung quanh xe và có thể gây nguy hiểm cho xe của mình. Hay ông nào ông tự lái nữa thì quá kinh luôn. Đó, và anh em hình dung ví dụ như là những người trên những cái xe thông minh mà hiện đại thì cái này nó sẽ thể hiện radar và nó sẽ nhận diện những cái xe xung quanh mình bằng cái hình ảnh là đồ họa thôi. Thế nhưng mà ông chơi ông này luôn, bắt nhìn xem nó là xe thật luôn, chả về đồ họa đồ heo gì cả. Đo rất là chính xác cái khoảng cách xe gần mình luôn. Và hệ thống cảnh báo lệch làn tất cả các thứ nó cũng thể hiện đầy đủ. Đấy, báo làn này. Lệch làn là ngay lập tức có cảnh báo ngay. Đấy. Độ nhạy thì nó cũng chả kém gì ở trên cái phiên bản cao cấp nhất của cái xe này, nó cũng có cảnh báo lệch làn các thứ cả. Cảnh báo gì đít rất kinh luôn. Khi mà tốc độ của mình nó đã đảm bảo rồi, nó không còn cái nguy cơ có thể đâm vào xe đằng trước nữa thì nó sẽ dừng hết tất cả những cái cảnh báo lại. Đấy, nếu mà anh em không thích nhìn cái màn hình xấu xấu kia, thực tế kia thì có thể xem những cái hình này. Thì nó cũng thể hiện đầy đủ tất cả những cái thông tin, cảnh báo va chạm, rồi là lệch làn các thứ. Đó, lệch làn này, nó sẽ hiện lên một cái gần như là cái hàng rào bên cạnh luôn. Đây, lệch làn tiếp này. Đấy, hãi chưa? Mà chạy ở tốc độ cao thì nó sẽ cũng thể hiện được cái khoảng cách cho đến cái xe đằng trước mình. Đấy, khi mà nguy hiểm một phát là nó sẽ có cảnh báo ngay lập tức ở phía đằng trước. Ui, lệch làn lại đánh vào. Đấy, những cái cảnh báo rất là trực quan và rõ ràng để mà hỗ trợ chúng ta lái xe an toàn hơn. Còn đương nhiên rồi, màn hình thông minh bây giờ thì nó sẽ có trợ lý ảo. Tìm đường tới cầu Long Biên bằng Vietmap S2.
Được chứ, đang dẫn đường đến cầu Long Biên. Ngon luôn. Thì trên màn hình này nó đang dùng cái phiên bản VMS 2 là phiên bản cao cấp nhất của Vietmap trong thời điểm hiện tại rồi. Thì nó bao gồm luôn là cảnh báo tốc độ rồi tất cả mọi thứ tất tần tật ở trên cái này. Dạo này mình khen Vietmap hơi nhiều. Ê bỏ mẹ. Úi trời ơi. Đấy, đang cảnh báo va chạm phía trước. Thực ra mọi người cứ luôn nói về cái sự thừa thãi của những cái tính năng an toàn của xe, như là cảnh báo lịch làn rồi là cảnh báo phương tiện phía trước ấy. Nhưng mà với một người lái xe láo như mình ấy, thì cái việc cảnh báo lịch làn nó khá là quan trọng ấy. Chỉ cần là mặc dù là nó nghe tiếng nó kêu rất là đau tai, thế nhưng mà vẫn nên bật liên tục khi mà đi trên đường. Bởi vì mình có cái thói quen là chuyển làn mà không bao giờ xi nhan cả. Nên là cái đấy nó rất là cần thiết đối với mình. Khi mà lái xe thì ngoài cái việc mà là dùng điều khiển bằng giọng nói được ra, thì cũng có rất là nhiều tình huống mình vẫn phải thò tay vào cái màn hình để mà điều chỉnh. Thế thì những cái lúc như vậy thì nó mới thể hiện được cái sự mượt mà, cái sự trơn tru của phần cứng khi mình lắp trên xe. Anh em lắp vào một cái màn hình mà nó hay đơ lác, rồi là đi lâu trời nắng nóng, thứ nó nóng lên nó lác ấy, thì sẽ thấy ngay cái sự bất tiện và cái sự rẻ tiền của cái màn hình. Ông thử ấn vào mãi mà nó không lên, tự nhiên nhìn nó cực kỳ khó chịu luôn. Đi xe thì đã nguy hiểm thì chớ rồi. Lái xe luôn luôn là một cái hành động nguy hiểm. Mà xong rồi ông bớ về con màn hình lác nữa thì khổ cực kỳ luôn. Trong khi đây này, có thể rất là dễ dàng xem YouTube thì ông ấn nhẹ nhàng phát là nó lên luôn, đỡ phải lằng nhằng, không phải điều chỉnh nó quá mệt mỏi gì cả. Đấy, play một phát. Mình thì mình nghĩ là VinFast họ nên đấy, thích một tiếng ly hay tất cả các thứ khác. Nó đơn giản cung cấp điện cho người sử dụng xe thôi. Đấy là một cái mà rất là cần thiết khi mà lái xe. Đó là thay vì là chúng ta mua những cái tên tuổi nó không phải quốc tế, thì chúng ta mua một cái loại nó quốc tế và nó mượt mà. Nó quan trọng nhất là khi anh em đi trên xe nó sử dụng mượt mà thôi. Bởi vì là cứ như thế này mà xong rồi dùng, xong rồi nó cứ ấn vào mấy lần nó mới chạy chẳng hạn là chết dở rồi. Trong khi ông này ấn vào cái là nó chạy ngay. Đấy, nhạc nhẽo tất cả các thứ nó đơn giản. Mà nghe radio của rất là nhiều kênh mà qua cái dùng bằng internet chứ không phải là dùng cái anten cắm ở trên đầu mình. Chúng ta có thể lái xe ở Hà Nội nhưng nghe VOV Giao thông Sài Gòn. Đấy là một cái hay đó. Đây này, anh em nhìn xem là ở trên cái màn hình này nó hiện lên cái nhỏ. Và nó cũng đầy đủ hết những tính năng ADAS. Giao diện thì mình đánh giá cái giao diện này nó cũng tương đối mang tính gọi là công thái học cao. Đó là nó đầy đủ hết tất cả những thông tin và mình có thể đưa ra những cái ứng dụng mà mình hay dùng ra ngoài màn hình này. Ấn một phát nó nhảy ra luôn. Thì nó cũng rất là tiện lợi. Đấy. To nhỏ thì đầy đủ hết tất cả các thứ. Thực sự là sau một vài năm sử dụng xe ô tô liên tục cũng như là lắp lắm đồ lên xe thì mình thấy bây giờ công nghệ nó hỗ trợ người lái quá nhiều. Nên để mà giới thiệu với anh em những cái này để mà anh em hiểu là sao cho là mình có thể mua được những cái xe mà nó có cái mức giá hợp lý, chi phí hợp lý mà vẫn có thể dùng được những cái đồ hiện đại nó hỗ trợ mình lái xe rất là nhiều như trên những chiếc xe đắt tiền. Cái màn hình này nó có giá cũng không phải là quá đắt để mà trang bị lên cái xe của mình những cái tính năng như thế này. Như cả một bộ CC3 này cộng với cả cam 360 cộng với cam hành trình thì nó vẫn dưới 20 triệu. Trước Cross G này mà lắp thêm 20 triệu vào nữa mà nó thành như là coi như là bản hybrid rồi thì anh em thấy là như là nó quá hợp lý đúng không? Thay vì chúng ta phải bỏ thêm khoảng tầm hơn ít nhất là hơn 100 triệu nữa ra để mua xe thì có thể là mua cái bản thấp nhất nhưng trang bị vào những cái thứ tốt như thế này vào thì để mang tới những cái trải nghiệm lái xe như là phiên bản cao nhất
thế thì quá ổn hơn gì nữa. Hãy là những cái người tiêu dùng thông minh, chứ còn mua một cái xe bản hybrid về thì nó cũng thế, cái màn hình nó vẫn phế như xưa, xong rồi đắt thêm được 100 ngàn và được trải nghiệm đắt lên 100 triệu nhỉ. So với cả bản V ở giữa thì cái bản hybrid là đắt nhất. Và nhiều người mua xe như thế để tiết kiệm nhiên liệu, có phải là dở hơi không? Trong khi cái tiền chênh đấy anh em có thể đổ xăng để chạy cả đời. Mình tính ra khoảng tầm 200 triệu chênh nhau để mà chỉ để đổ xăng thôi thì đi được khoảng tầm, nếu mà mỗi tháng đi khoảng 3.000 km thì chắc là cũng phải đi được tầm 7 năm đến 10 năm gì đấy. Và đồ Toyota chẳng có gì để hỏng cả. Máy thì bền, 7 năm, 10 năm chỉ bảo hành bảo dưỡng thôi. Trong khi là nếu mà mua hybrid thì lại phải nghĩ trong sau 3 năm là phải đi thay viên pin, rách việc. Và viên pin nó bằng đúng cái tiền chênh này luôn, 100 triệu luôn. Vậy thôi, một cái chia sẻ rất là ngắn với cả anh em về chiếc Toyota Cross phiên bản thấp nhất, bản base, và chiếc màn hình mà mình thích nhất từ xưa đến nay. Luôn luôn tìm kiếm để có cơ hội giới thiệu với anh em cái màn hình TI này. T nhá, phẩy I, đọc nghe tàu nhưng mà thực ra nó là Tây các ông ạ, chứ không phải là như ông Tây nhưng mà thực ra là tàu ở Việt Nam hiện tại đâu. Nên là nếu mà lắp màn hình Android thì nên sử dụng cái thương hiệu TI này.